và để giúp cho quý vị tiện theo dõi trận đấu. Sau đây sẽ đứng ra sân của hai đội. Bên phía Học viện Ngân hàng sẽ ra sân với 5 cầu thủ. Lúc này thì hàng phòng ngự của Ngân hàng vẫn đang phong tỏa rất tốt pivot Mẫn Đức Lâm bên phía các cầu thủ của UET, nhưng quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống phối hợp hay bên phía UET. Hãy cùng xem lại pha bóng này khi mà tình huống thoát xuống của mũi nhọn bên phía UET không bị truy cản bởi bất kỳ cái tên nào. Thu hẹp góc sút đi rất nhiều dành cho Đại học Công nghệ. Lại là một tình huống thoát xuống khác, nhưng lần này là thuộc về các cầu thủ Ngân hàng. Những tình huống tạo đột biến như vừa rồi sẽ là cơ hội tốt để một trong hai đội tiếp cận khung thành đối phương. Anh Dũng. Các đội bóng giải tỏa được áp lực về mặt tâm lý cũng như là hy vọng vào một sự khác biệt có thể được tạo ra. Đây là Chí Vinh. Vẫn là Chí Vinh. Một loạt những pha xử lý rất khéo léo của Chí Vinh, nhưng đáng tiếc từ dứt điểm cuối cùng thì góc sút đã bị khép lại, hẹp đi rất nhiều, và Chí Vinh không thể có được tình huống ra chân ưng ý. Không có tiếng còi trọng tài được cất lên. Anh Dũng vẫn đang thi đấu cực kỳ bền bỉ trên sân. Cơ hội dành cho Ngân hàng. Đó là bàn thắng mở tỷ số. Một pha lập công bất ngờ từ vị trí của Ngân hàng, và người ghi bàn là Danh Hoàn. Khi mà bên phía UET đã liên tục có những cơ hội nguy hiểm, thì chỉ bằng một phút lơ là mà thôi, Danh Hoàn có tình huống thoát xuống đẹp lòng quá mẫu mực, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Học viện Ngân hàng. Một tình huống ăn mừng đầy cảm xúc của số 22 bên phía Banking Academy. Danh Hoàn, cơ hội dành cho Banking, không vào. Cột dọc đã cứu cho UET một bàn thua trông thấy ở pha bóng vừa rồi, nhưng vẫn là tinh thần của các cầu thủ Banking. 1 phút 30 giây cho những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của UET ngay trong hiệp đầu này. Danh Hoàn đã trở lại bóng rất kịp thời, nhưng đây là cơ hội dành cho UET. Vẫn là UET. Pha xử lý mẫu mực của Văn Hiệp trước một rừng những chàng trai áo vàng. Và ngay trước khi hiệp 1 khép lại thì Văn Hiệp đã làm nên một kỳ tích, một bàn thắng rất mẫu mực từ số 7 của UET. Cầu thủ UET đã ngay lập tức triển khai thế trận phòng ngự trước sức ép của Danh Hoàn cùng những người đồng đội. Một tình huống ghi bàn chắc. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là pha băng vào quá trống trải của Công Nghĩa. Không một ai theo kèm Công Nghĩa ở pha bóng vừa rồi, nhưng rõ ràng Lukaku đã nhập Công Nghĩa ở pha bóng vừa rồi mất rồi. Công Nghĩa. Lại là Danh Hoàn, rất khéo léo. Vẫn là Danh Hoàn. Rất khó khăn dành cho hàng thủ UET trước một loạt những pha xử lý kỹ thuật quá điều nghệ của Danh Hoàn. Cực kỳ điềm tĩnh tới từ vị trí số 22 của bên phía Học viện Ngân hàng. Liên tiếp là những tình huống qua người thành công. Cơ hội cho anh Dũng, không vào. Cú dứt điểm rất nhanh của anh Dũng, nhưng cột dọc lại cứu cho bên phía UET một bàn thua trong đấy. Cơ hội dành cho UET. Đây là Trường Giang. Hãy cùng xem lại tình huống dứt điểm trước đó của Học viện Ngân hàng. Đó là Danh Hoàn. Và ngay sau đó là tình huống đã phạt góc với pha đá nối rất nhanh của đội trưởng Anh Dũng. Quá ít thời gian dành cho cả hai đội. Không được rồi. Và cuối cùng Học viện Ngân hàng đã bị UET cầm chân trong một trận đấu mà rõ ràng các cầu thủ áo vàng đã có rất nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng không thể tận dụng thành công.